Xin chào các bạn khán giả của Grab Việt Nam. Mới đây, một anh chàng người Ả Rập đã đăng tải trên trang cá nhân của mình một đoạn video trên YouTube cùng với câu hỏi: các bạn có biết chàng trai áo đỏ này không? Anh ấy rất nổi tiếng ở Ả Rập chúng tôi. Chắc hẳn bạn đều đã nhận ra chàng trai áo đỏ được nhắc tới ở đây không ai xa lạ mà chính là Quang Linh Vlog, chàng trai xứ Nghệ đã mang mùa xuân đến cho nhiều bản làng châu Phi. Đặc biệt hơn, sự nổi tiếng của Quang Linh đối với người Ả Rập Xê Út còn được khẳng định qua một tấm thiệp mời mà không phải YouTuber triệu follow nào cũng nhận được. Đó là tấm thiệp mời gì mà đáng chú ý đến vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Quá tự hào, Ngài Đại sứ Ả Rập làm điều đặc biệt với Quang Linh Vlog vì những gì anh đã làm ở châu Phi. Các bạn thân mến, có một thông tin được bật mí cách đây vài ngày là Vương quốc Ả Rập Xê Út đã trân trọng gửi lời mời chàng trai xứ Nghệ đến dự buổi lễ kỷ niệm 92 năm ngày quốc khánh của Vương quốc Ả Rập Xê Út tại khách sạn JW Marriott Hà Nội. Bức thư mời được chính Ngài Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Mohammed Ismay Adawi gửi đến Quang Linh. Điều này chứng tỏ họ đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho anh chàng Quang Linh của chúng ta. Trước sự quan tâm đặc biệt ấy của Ả Rập dành cho Quang Linh, nhiều người dân từ khắp nơi trên thế giới đã không kiềm được sự xúc động mà gửi lời chúc mừng, cảm ơn và động viên chàng trai xứ Nghệ vì những điều tuyệt vời mà anh đã làm ở châu Phi. Người Việt Nam có lẽ là những người tốt bụng nhất trên thế giới này, tôi chỉ biết nói hai chữ là xứng đáng. Xem các video của bạn này thấy cảm động lắm, càng thương những người dân nghèo châu Phi thì tôi càng thấy mến những người bạn Việt Nam đã dốc sức giúp đỡ người khác không quản ngại gian khổ. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói cảm ơn các bạn Việt Nam. Anh chàng này có lẽ nên được trao giải Nobel Hòa Bình. Mỗi ngày sau khi đi làm, dù cuộc sống có bao nhiêu mệt mỏi, thì tôi chỉ cần xem kênh của anh bạn ấy là đã có thể mạnh mẽ bước tiếp và yêu cuộc sống này hơn. Yêu các bạn Việt Nam và theo dõi họ đã 3 năm nay rồi. Các bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời. Thật hoan nghênh người Việt Nam tham gia sự kiện lớn của Ả Rập Xê Út. Tôi biết các bạn cũng rất khó khăn nhưng lại có tấm lòng yêu thương người khác cao cả như vậy. Thật đáng quý. Dù đến với mảnh đất châu Phi xa xôi cách quê mẹ tới 10.000 km với vô vàn khó khăn trắc trở như cuộc sống thiếu thốn, đói khổ, nghèo nàn, tình hình bạo loạn, dịch bệnh bủa vây, nhưng Quang Linh và những người bạn Việt Nam vẫn luôn yêu thương giúp đỡ người dân bản địa bằng tất cả tấm lòng. Trước đây, team Quang Linh đã từng rất nhiều lần gửi tặng những món quà thiết yếu đầy ý nghĩa cho người dân nghèo ở châu Phi. Các thành viên trong team cùng với Quang Linh đã từng mang những món quà rất giản đơn để gửi tặng mọi người như lương thực, giày và quần áo. Đối với chúng ta, đây đơn thuần chỉ là những đồ dùng hàng ngày, nhưng với người dân Angola còn nghèo khó thì đó là cả một gia tài, là những điều xa xỉ và là niềm hạnh phúc khi được nhận từ những người bạn láng giềng. Các chàng trai Việt Nam không chỉ lo lắng từng bữa ăn, chốn ngủ, từng ngụm nước cho người dân, mà các anh còn quan tâm tới công việc, sức khỏe của bà con khi xây dựng trạm y tế, dạy bà con làm nông, lo cả cho việc học hành sẽ quyết định tương lai của trẻ nhỏ. Cũng nhờ những hình ảnh đẹp này của những chàng trai Việt Nam đã giúp chúng ta nhận ra rằng khoảng cách địa lý, tôn giáo, dân tộc không còn là điều phân biệt, ngăn cách tình yêu giữa con người với nhau. Có những thứ thật là giản dị và ấm áp mà không cần tìm kiếm đâu xa xôi. Có thể thấy Quang Linh và nhóm bạn Việt Nam đã và đang nỗ lực hết mình để đem đến cuộc sống tốt nhất cho những người dân nơi đây. Việc làm ý nghĩa này đã giúp cho chúng ta thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa các quốc gia, cũng như biết ơn những gì chúng ta đang có. Vì ngoài kia cuộc sống còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn bản thân mình rất nhiều. Cũng bởi vậy, Quang Linh rất xứng đáng khi nhận được tình cảm to lớn đến từ nước bạn trên toàn cầu. Trước đó thì Quang Linh cũng đã có cơ hội tiếp xúc với Đại sứ Angola ở Việt Nam và Đại sứ Việt Nam ở Angola. Đồng thời, cũng được Đại sứ Việt Nam ở Triều Tiên nhắc tên vì sắp tới ông cũng làm việc tại châu Phi. Đây thực sự là một niềm vinh hạnh, một sự ghi nhận lớn lao dành cho chàng trai Việt Nam vì những điều tuyệt vời mà anh ấy đã làm cho châu Phi. Đối với bạn bè quốc tế, Quang Linh có lẽ được coi là chàng trai đại diện cho lòng tốt và sự thông minh, tháo vát, chăm chỉ của người Việt. Tôi tin rằng đó cũng là lý do khiến cho Đại sứ Ả Rập Xê Út đặc biệt gửi thư mời Quang Linh tới dự buổi lễ kỷ niệm 92 năm ngày quốc khánh của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Kể về những điều mà Quang Linh đã làm cho châu Phi thì làm sao mà kể hết được các bạn nhỉ? Nhưng tôi tin rằng có những việc từ thiện mà chàng trai xứ Nghệ làm được đã để lại dấu ấn đặc biệt hơn cả và không thể phai mờ trong trái tim người dân bản địa cũng như bạn bè quốc tế. Một trong số những việc như thế là khi Quang Linh và team châu Phi trở thành những người Việt đầu tiên thắp sáng con đường làng ở Angola sau 126 năm.
Với người sống ở thành thị, ánh điện có lẽ đã không còn quá xa lạ hay có gì đáng nói. Nhưng với những người dân khắc khổ ở Angola thì điều này là chuyện rất đáng giá. Sống ở Angola một thời gian nên Quang Linh cũng thấm thía được việc mất điện tại đây sẽ khắc nghiệt như thế nào. Trời rất nóng và không có quạt, cũng chẳng có mấy gió. Nơi thị trấn anh ở được nhà nước cấp cho máy phát điện lớn để dùng, nhưng lúc có điện, lúc không. Ở bản làng thì chưa có đèn đường, việc di chuyển khi trời tối rất nguy hiểm, thế nên chàng trai đã quyết định mang ánh sáng về cho vùng quê nghèo này, còn tiện thể lắp cho mỗi nhà một bóng đèn sử dụng bằng năng lượng mặt trời thay cho máy phát điện. Anh hy vọng rằng những người dân ở đây sẽ có cuộc sống tốt hơn, có điện thì mới có động lực làm kinh tế và phát triển như ở bên ngoài thị trấn. Đối với những người dân nơi đây, đó là việc làm vô cùng ý nghĩa mà Quang Linh đã giúp đỡ họ. Còn với bản thân anh thì cho rằng mình chỉ làm những điều bé nhỏ với mong muốn người dân bớt nghèo, bớt khổ hơn. Rồi còn cả chuyện Quang Linh hướng dẫn người dân bản địa làm nông nghiệp theo mô hình VAC nữa chứ. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng có và có lẽ cũng chưa có ai từng nghĩ tới trước đây. Đất đai thì nhiều, nguồn lao động thì đông, nhưng người dân châu Phi phần nhiều lại chưa biết làm nông nghiệp hiệu quả. Angola trong ấn tượng của đại đa số mọi người là một vùng đất khô cằn đầy sỏi đá, cây lúa hay rau củ đều không mọc được. Người dân thì không biết cách canh tác hay trồng trọt gì cả. Nhưng giờ đây, nền nông nghiệp châu Phi đã được mở ra một cánh cửa mới mà đón chờ những người dân nơi đây trong tương lai sẽ là lúa đầy đồng, rau đầy vườn, cá đầy ao và cả lợn đầy chuồng. Có thể nói rằng đây là kỳ tích khiến cho nhân dân ở đây cảm thấy vô cùng xúc động và đặc biệt họ còn vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của người Việt Nam. Từ khi có những cánh tay của nhóm bạn Quang Linh mang mô hình vườn ao chuồng tới thì những ngôi làng này đã thay một diện mạo hoàn toàn mới. Mô hình vườn ao chuồng hay còn viết tắt là VAC là hệ thống khép kín mà các thành phần trong hệ thống có mối liên hệ mật thiết với nhau. Vườn là sản xuất trồng trọt, ao là nuôi trồng thủy sản và chuồng là chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mô hình này sẽ tận dụng hiệu quả các chất thải của từng loại, tạo ra nguồn sản phẩm có chất lượng, giảm tối đa chi phí, đồng thời còn góp phần bảo vệ môi trường. Đối với người dân và trẻ em nơi đây, đây là lần đầu tiên họ được tiếp cận với kỹ thuật canh tác năng suất cao và quy mô lớn như vậy. Các bạn trẻ Việt Nam đã huy động cả bản làng đi khai hoang, rồi thuê máy xúc, máy khoan về đào mương, đào ao. Giờ đây có thể thấy các luống rau xanh mướt, những khu chuồng gia súc gia cầm đơn sơ và dòng nước lấp lánh ánh vàng nổi bật một cách lạ thường trên nền đất đỏ đặc trưng của châu Phi. Các bạn biết đấy, danh tiếng của Quang Linh được biết đến ngày càng rộng rãi hơn trong những năm gần đây từ những chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa của anh ở Angola và những việc làm của chàng trai Việt Nam đã được đông đảo người dân bản xứ gửi lời cảm ơn chân thành. Vì thế cũng không có gì lạ khi mà bạn bè quốc tế, ngay cả các đại sứ nước ngoài cũng nghe danh và cảm mến anh ấy. Các bạn khán giả đang xem video này đã biết đến Quang Linh bao lâu rồi? Bạn có thường xuyên theo dõi hành trình của anh chàng xứ nghệ này không? Hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Grab Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.